41 phẩm nêu cờ. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành sắc là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến chẳng hành trí nhất thiết là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành sắc hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến chẳng hành trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chẳng hành sắc hoặc vui hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc vui hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến chẳng hành trí nhất thiết hoặc vui hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc vui hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành sắc hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến chẳng hành trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến chẳng hành trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa còn chẳng thấy sắc thọ tưởng hành thức, huống là thấy sắc thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Như vậy cho đến còn chẳng thấy trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, huống là thấy trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Lại nữa thiện hiện, khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành sắc viên mãn, chẳng hành sắc